Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Được Việc, Bí kíp làm nhân viên bình thường, tác giả Dương Trọng Tấn. Được Việc, Bí kíp làm nhân viên bình thường của tác giả Dương Trọng Tấn bao gồm 8 chương ngắn, song đã hệ thống hóa được rất nhiều kiến thức, phương pháp làm việc để đạt được hiệu quả cao. Cùng với đó, những chia sẻ của tác giả còn giúp bạn thay đổi được cách nhìn về công việc và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Như lời bạt của cuốn sách, năng suất không phải là tất cả nhưng về lâu dài thì nó hầu như là tất cả, cũng để khái quát về nội dung chính của cuốn sách này. Trước khi bắt đầu vào 8 chương cuốn sách, tác giả đặt ra 10 câu hỏi cho bạn đọc. 1. Bạn có luôn đi làm đúng giờ trong trạng thái hào hứng bắt tay ngay vào công việc không? 2. Bạn có luôn ra về đúng giờ trong trạng thái viên mãn về công việc đã hoàn thành trong ngày không? 3. Bạn có luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn với chất lượng làm hài lòng sếp hay khách hàng không? 4. Bạn có luôn nhận thấy rõ ràng và lượng hóa được đóng góp của mình cho thành công của đội nhóm không? 5. Bạn có luôn làm được điều mình thích thú dù lịch làm việc rất bận rộn không? 6. Bạn có luôn cảm thấy hài lòng về điều mình đã đạt được và thấy mình phát triển nhờ công việc đang làm, cả về tri thức, trải nghiệm và vật chất không? 7. Bạn có luôn thấy thời gian của mình được tối ưu hóa không lãng phí một giây nào không? 8. Bạn có luôn đón nhận công việc đúng cách, rõ ràng về mục tiêu, cũng như cách thức đạt được mục tiêu đó? 9. Bạn có luôn báo cáo kịp thời và hiệu quả về công việc của mình cũng như những vấn đề hệ thống? 10. Bạn có luôn biết cách xử trí phù hợp khi việc không thông? Sau khi tự trả lời được hết 10 câu hỏi đó thì cuốn sách mới thực sự mang lại hiệu quả và năng suất làm việc của bản thân mới được nâng tầm rõ rệt. Chương 1. Thái độ, nhiệt huyết, năng lực và hơn thế nữa. Tác giả đã đưa ra được công thức tính cơ bản, thành tựu cuộc đời bằng tư duy nhân nhiệt tình, nhân năng lực. Trong công thức này, năng lực đứng ở hàng cuối, còn tư duy hay thái độ với mọi điều trong cuộc sống mới đứng hạng nhất. Không ai chứng minh được tính đúng đắn tuyệt đối của các công thức, nhưng hàm ý của chúng rất rõ, thái độ là thứ tạo nên sự khác biệt lớn. Thái độ tích cực thì tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng, thái độ tiêu cực thì làm việc vất vả. Ở chương này, tác giả còn đưa ra nhận định, đúng việc, đúng người. Đúng việc là sự hiểu biết thấu đáo về công việc, làm đúng cái cần làm chính là bí quyết để có hiệu quả cao. Đúng giờ, đúng thời điểm, mang ý nghĩa của sự kỷ luật và văn hóa, nó còn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong làm việc với nhau. Đúng cách, ngay cả khi ta nhận công việc ta chưa yêu thích, nếu ta có thái độ tích cực cộng với cách làm việc đúng đắn, thì chúng ta sẽ nhanh chóng thích công việc đó và làm có kết quả tốt. Chương 2. Bắt đầu và kết thúc đúng cách. Để tăng năng suất và hiệu quả của công việc thì ngoài trình độ, kỹ năng đối với công việc, một yếu tố cực kỳ quan trọng là quy trình. Một trình tự làm việc hợp lý có thể ngay lập tức thay đổi năng suất làm việc mà không cần phải học cái mới. Quản lý tinh gọn với Personal Kanban gồm hai nguyên lý cơ bản, trực quan hóa đầu việc và giới hạn khối lượng công việc đang làm. Hai nguyên lý này giúp não bộ giảm tải do không phải ghi nhớ nhiều, tập trung vào hoàn thành công việc. Bạn chỉ cần tạo Personal Kanban với giấy dán hoặc lựa chọn công cụ số hóa chuyên nghiệp. Một chu trình quản lý công việc hiệu quả là bạn sẽ đặt ra những mục tiêu và việc cần làm trong tuần, đưa tất cả các đầu việc ấy lên một bảng Kanban, rồi thực hiện theo đúng quy trình. Bạn cần phải lập kế hoạch cho từng công việc và kể cả phải lập kế hoạch thích ứng nếu có thay đổi. Tiêu chuẩn SMART là 5 tiêu chí quan trọng khi bạn thiết lập mục tiêu hoặc lập danh mục việc cần làm, lần lượt là cụ thể, specific, đo được, measurable, có thể đạt được, attainable, liên quan, relevance và giới hạn thời gian, time bound. Chương 3. Hăng hái làm việc bởi vì hăng hái thì được việc. Hơn thế, sự được việc trong trạng thái hăng say lao động còn mang lại sự viên mãn khi kết thúc công việc, chứ không đơn thuần là làm xong một việc. Bạn cần tìm kiếm lý do bạn làm việc, tìm nguồn vui đến từ chính công việc hàng ngày và nhận ra ý nghĩa công việc mình đang làm. Sức chịu đựng thất bại của con người kém hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vì vậy tuy rằng thất bại là bài học đáng quý, nhưng chúng ta cũng cần những thắng lợi nhỏ để duy trì sự hăng hái. Ngoài ra, chúng ta còn cần chiến thắng sự chán nản. Cái gọi là làm đến cùng tức là khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, sai lầm nếu còn cơ hội. Việc gì đã bày ra, đã nhận lấy thì cần quyết tâm làm cho bằng được. Chương 4. Tương tác chất lượng. Bởi vì không có chuyện gì không giải quyết được bằng giao tiếp rất quan trọng nhưng cũng khó có thể thành thục trong một sớm một chiều. Đó là kỹ năng cần rèn luyện cả đời. Khi đi làm, giao tiếp cũng có nghĩa là phải báo cáo. Và nếu là báo cáo cập nhật tình hình, bạn cần báo cáo cả khi tiến độ tốt và khi không thuận lợi. Việc bàn bạc, hỏi ý kiến cũng là một trong những kỹ năng căn bản bởi mục đích của bàn bạc, hỏi ý kiến là để giải quyết vấn đề.
Có rất nhiều vấn đề không dễ gì có lời giải khi bạn ngồi một mình. Và liên lạc, giao tiếp không chỉ qua lời nói mà còn những phương tiện truyền tin nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trong đó, nền tảng cộng tác nhóm được coi là kênh để làm công việc một cách năng suất nhất. Khi làm nhóm, cần có những quy trình làm việc và xác định rõ khi nào cần họp cùng nhau, họp như thế nào, với mục đích gì, ở đâu và ai là người điều phối, ai là người tham dự. Chương 5. Họp hành và cùng nhau làm việc. Chuyện họp hành là cả một nghệ thuật cộng tác. Đối với nhân viên, đi họp để nắm bắt thông tin, tham gia các quá trình ra quyết định, học hỏi cách thức làm việc và điều hành, cũng như tích cực đóng góp cho quá trình cộng tác nhóm được hiệu quả. Đối với lãnh đạo, thời gian bỏ ra cho các cuộc họp có thể sẽ nhiều hơn 25% tổng thời gian làm việc, nhưng họp không chỉ là họp mà là cơ hội để cùng nhau làm việc và kiến tạo giá trị. Có các kiểu họp khác nhau, họp thông báo thông tin, họp để thảo luận, hội ý, họp rà soát, sơ kết, tổng kết, họp kế hoạch, họp cải tiến, họp giao ban, họp trực tuyến. Nhưng tựu chung, điều quan trọng nhất là thái độ với việc họp hành phải tích cực, thúc đẩy được công việc, tham gia đúng cách và chuẩn bị chu đáo. Chương 6. Tổ chức thông tin và tri thức. Thông tin được tổ chức thế nào thì tạo ra năng suất thế ấy. Để trở nên năng suất, bạn sẽ phải biết cách thu thập, đánh giá tổ chức thông tin, xử lý thông tin một cách hiệu quả. Cần tạo ra thói quen thu thập thông tin liên tục, sẵn sàng ghi chép mọi lúc mọi nơi, khai thác thông tin trên Internet, sau đó đánh giá và sơ chế thông tin. Điều này giúp các bạn duy trì hệ quản trị thông tin cá nhân bằng tổ chức các thư mục. Từ đó giúp bạn quản trị được tri thức cá nhân, tăng đột phá năng suất cho cá nhân mình. Chương 7. Thời gian, năng lượng và những ưu tiên. Bởi vì thế giới đa nhiệm và nhân viên phải làm nhiều việc cùng một lúc, chưa hết việc này đã đến việc khác. Vì thế, những nhà nghiên cứu đã cho ra đời Pomodoro, một thuật toán bằng cách chia nhỏ lượng công việc hàng ngày. Việc này giúp chúng ta giải phóng não bộ, tập trung vào công việc đang làm mà không lo quên việc. Một điều nữa, chính là deadline, hạn chót, chính là cảm hứng tận cùng. Nếu có một kỷ luật nào quan trọng nhất khi đi làm thì đó chính là kỷ luật có tên deadline. Vì nếu trễ deadline sẽ khiến toàn bộ công việc phía sau của nhóm bị ảnh hưởng. Khi đó, toàn bộ mọi nỗ lực của bạn và đồng đội bị đổ xuống sông xuống bể. Cuối cùng, chương 8, học tập và cải tiến liên tục. Học tập suốt đời là một năng lực quan trọng, nếu không muốn nói là một loại năng lực đặc biệt và quan trọng nhất. Và kỹ năng quan trọng nhất đời người có lẽ là học cách tự học, học cách đọc sách thông minh, học từ những kinh nghiệm, học bằng cách quan sát, học bằng cách thử nghiệm. Với 8 chương sách, tác giả Dương Trọng Tấn đã giúp những người nhân viên bình thường và cả những người sếp biết mình cần làm gì để nâng cao năng suất làm việc. Cuốn sách cũng là cẩm nang để mỗi người tự biết bản thân có những ưu nhược điểm nào, từ đó tìm cách để bồi đắp hiệu quả hơn. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.